Xin chào bạn, rất vui vì bạn đã quay trở lại series hướng dẫn kiếm tiền online của mình. Nếu bạn đang xem video này của mình thì bạn sẽ biết thêm được một hình thức kiếm tiền online rất là hay nữa. Và đó là hình thức kiếm tiền online từ Unica. Thì với hình thức kiếm tiền này, bạn kiếm tiền rất là dễ dàng. Bởi vì Unica là một hệ thống nó chuyên cung cấp những cái khóa học online từ những chuyên gia. Công việc của bạn khá là đơn giản, bạn chỉ cần vào đăng ký với tài khoản miễn phí và bạn chọn một cái sản phẩm, chọn một cái khóa học nào đó bạn yêu thích hoặc là bạn thấy phù hợp với lại bạn bè của bạn, phù hợp với lại đối tượng bạn muốn quảng cáo, thì bạn sẽ chọn những cái khóa học đó và bạn chỉ cần quảng cáo cái khóa học đó với cái đường dẫn mà bạn tạo ra từ cái tài khoản bạn đăng ký với Unica. Thì khi có một người vào học từ cái khóa học bạn giới thiệu thì bạn sẽ nhận được ngay khóa học lên đến 60%. Rất là tuyệt vời đúng không bạn? Đối với những khóa học của những giảng viên nhiều kinh nghiệm và những cái khóa học hay á, thì khóa học bạn kiếm về một lần, đối với một học viên có thể bạn kiếm được đến 500 ngàn đến 1 triệu. Do đó cái việc chúng ta kiếm tiền thụ động với Unica là rất là hay và rất là tiềm năng, nên bạn hãy tìm hiểu và bạn sẽ tham gia thử nhé. Nếu bạn không biết cách tham gia này, cách kiếm tiền với là Unica thì cũng khá là tiếc, thì ở video này mình sẽ giới thiệu cho bạn những cái nhìn tổng quan về cái Unica là cái gì và cách chúng ta đăng ký một cái tài khoản như thế nào, và cách chúng ta chọn những cái khóa học nào là phù hợp và cái cách chúng ta quảng cáo khóa học đó như thế nào để cho nhiều người người ta vào, người ta mua, chúng ta có tiền. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Rồi, như các bạn thấy, đây là website của mình. Website của mình là chuyên về dịch vụ về in ấn và CD. Thì mình đang chạy những cái chương trình của tiếp thị liên kết. Và cái cách kiếm tiền với Unica này cũng là một cái hình thức tiếp thị liên kết nha bạn. Thì bạn thấy ở đây mình có khá là nhiều quảng cáo từ cái chương trình tiếp thị liên kết. Ở đây là một cái tính tiếp thị liên kết nè của AssetJ nè. Ở trên kênh của mình á, mình đã có hướng dẫn bạn ha. Bạn có thể lên YouTube mình search lại cái kênh của mình là CD Hay Studio ha. Thì bạn vô cái kênh của mình. Bạn vô phần playlist. Ở đây có rất nhiều ha. Rồi bạn vô phần kinh doanh online không cần vốn nè. Đây là cái video đó nè, mình đã hướng dẫn bạn cách tham gia kiếm tiền với lại AssetJ như thế nào để tạo ra những hai cái này để chúng ta kiếm tiền với AssetJ. Rồi ở cái video này là mình sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ tạo cái quảng cáo với lại Unica. Đây là cái quảng cáo của mình nè, thấy không? Rất là ấn tượng đúng không? Khi người ta vào xem cái trang web của mình, người ta thấy cái này đang giảm giá gì đó. Và điều đặc biệt nữa là khi các bạn đăng ký một cái tài khoản với là Unica để quảng cáo khóa học của bên họ đó, thì tất cả người dùng vào cái đường dẫn mà bạn tạo ra đều được giảm 40% học phí. Rất là hay đúng không? Nó hỗ trợ rất là tốt. Ví dụ như người ta vô học bình thường thì giá như đó, nhưng mà khi bạn giới thiệu từ cái link của bạn á, ví dụ như mình vô ha, đây là cái link mình quảng cáo, mình giới thiệu cho họ vào họ học nè. Đây là một cái định danh của mình nè, định danh cái tài khoản của mình để họ biết, họ cập nhật cái thông tin tài khoản cho mình nếu mà có người đăng ký khóa học thành công. Đó, ví dụ như họ bấm vào link của mình ha, họ vào đây. Thì ở tất cả khóa học này, ví dụ như đây 600 ngàn, thì họ sẽ được giảm ngay 40%. Nếu mà họ vô bình thường á, bình thường họ vô như thế này thì họ không được giảm đâu. Nhưng mà do bạn quảng cáo cái link của bạn á, thì họ sẽ được giảm 40%. Do đó bạn cách này giúp cho bạn có thể tiếp thị rất là tốt. Rồi mình sẽ đóng vai là một người mua hàng bình thường ha. Ví dụ như bạn giới thiệu cái khóa học này đến cho những người ta muốn học á, thì chỉ cần người ta vào trang chủ thôi, còn người ta muốn học khóa nào bạn đều được hết. Tại vì nó đã ghi nhận cái thông tin của bạn rồi. Bây giờ người ta học bất cứ một khóa học nào ở trong này. Ở đây có rất nhiều khóa học, hình như là cả hơn cả trăm khóa học.
rất là nhiều. Thế nên những khóa học khác này bạn ấy nhiều lắm bạn ơi, rất là phong phú, rất nhiều ngành nghề. Mình tin chắc rằng đối tượng của bạn cũng có nằm trong cái lĩnh vực này, và bạn bè của bạn chắc chắn họ cũng đang rất là cần học những cái khóa học này. Nên nếu hôm nay bạn biết cái hình thức kiếm tiền này á, thì mình tin chắc là bạn sẽ bắt tay vào làm ngay, đúng không? Rất là hay. Để ví dụ như họ quảng cáo kiếm tiền online với Facebook đi ha, hoa 600 ngàn nè đó. Đây là bây giờ mình đóng vai một người mua hàng bình thường á, vô tất cả khóa học nó đều có một cái video, gọi là hướng dẫn và giới thiệu cái khóa học này, giúp cho khách hàng Xin có chào thể tất cả các bạn, tôi là hiểu Nguyễn Đức rõ Việt, hơn chuyên về gia khóa đào học. tạo bán hàng online. Bạn có biết không, trong lúc bạn đang xem video này thì ngoài kia có hàng ngàn người đang kiếm rất nhiều tiền từ việc bán hàng online trên Facebook. Bạn là chủ doanh nghiệp. Họ làm những cái video giới thiệu về cái khóa học rất là chuyên nghiệp, nên người khách hàng vô á thì cái tỷ lệ mua hàng, tỷ lệ mua khóa học rất là cao. Rồi bạn thấy không, đây nó giới thiệu, ở dưới đây nó có giới thiệu từng phần luôn nè, rất là hay, tổng quan của khóa học. Và chúng ta bạn của bạn á có thể học thử một cái bài học ở trong cái khóa này. Nhưng lý do đầu tiên đó chính là việc chúng ta tạo ra cảm xúc mua hàng hiện tượng gì đó, đẳng cấp bản thân, nhu cầu về hành vi người dùng. Ví dụ một chàng trai để tăng cân mà thôi, chứ không phải là họ đến để tập ra bụng cho múi. Đó chính là hành vi của người dùng sâu bên trong họ. Thì tất cả khóa học nó đều có một đến hai bài học thử cho chúng ta trước khi chúng ta đăng ký mua khóa học chính, bởi vì nó có những cái khóa học thử này nè, nên rất là cái tỷ lệ mua hàng rất là cao. Rồi bạn thấy không, ví dụ như người ta xem xong người ta thấy thích hợp, ok, người ta bấm đăng ký học. Thì cái tiện lợi của cái web này á, là nó giúp cho người ta có thể thanh toán online khóa học này ngay, chỉ cần điền đủ thông tin, email, điện thoại và thành phố. Rồi ở đây nó cho chúng ta thanh toán này, có thể thanh toán bằng cái thẻ ngân hàng, thẻ internet online á, marketing, thẻ internet banking online á. Thì nếu mà họ có một cái tài khoản ngân hàng thì họ có thể thanh toán ngay, hoặc là có thể thanh toán bằng thẻ cào điện thoại nữa nè. Nè, hồi nãy mình có chọn một cái khóa học rồi nên nó có lưu lại nè. Bạn thấy không, ở đây chúng ta có thể thanh toán bằng điện thoại thẻ cào nè, có thể nhập được nhiều lần mệnh giá thẻ cào để chúng ta thanh toán. Hoặc là mình quay lại cái nó bị mất cái đây nè, chúng ta có thể chọn những cái hình thức thanh toán thẻ ngân hàng nè. Thẻ ngân hàng mỗi lần quay lại nó bị mất là do cái hệ thống nó bị mất cái section xử lý của chúng ta thôi, chứ không có gì hết các bạn. Đây nè, khách hàng họ có thể sử dụng cái thẻ ngân hàng, thẻ này chứ, thẻ này là phổ biến nè, internet banking nè, Vietcombank rồi ICB vân vân. Nên bạn bè của bạn á họ vào đây á, họ thanh toán rất là dễ dàng nhé, nên cái tỷ lệ mua hàng rất là cao ở trên này. Rồi đó, khi họ đặt hàng thành công cái khóa học thì bước hoàn thành thì họ sẽ nhận được một cái mã kích hoạt cái khóa học đó. Thì bạn của bạn á dùng cái mã đó vô cái web này nè, vô cái web Unica này nè, vô từng cái khóa học đó, cho từng cái khóa học nó sẽ cho chúng ta sử dụng cái mã mà cái mã khóa học đó để đăng ký với lại khóa học này, là chúng ta đã thanh toán rồi. Thì khi đó bạn bè của bạn sẽ học được khóa này, khi đó bạn sẽ lập tức bạn sẽ nhận được 60% trên cái giá trị của khóa học này. Bạn thấy rất là tuyệt vời đúng không? Đó chỉ là một khóa học thôi đúng không, và một người mua thôi. Bạn thử tưởng tượng nếu nhiều người mua thì cái số tiền bạn kiếm được không phải là nhỏ đâu, có thể kiếm được ngay trong ngày luôn. Rồi cái hình thức thanh toán của Unica là như thế nào, thì chút nữa mình sẽ nói cho bạn hiểu ha. Bây giờ mình sẽ chỉ bạn cách đăng ký một cái tài khoản trên Unica như thế nào. À, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Để đăng ký tài khoản bạn chọn đăng ký cho mình.
Ở đây chúng ta sẽ nhập đầy đủ những thông tin này. Đăng ký khá đơn giản thôi bạn, không có gì hết. Nhập hết, nhập mobile, nhập đầy đủ trong đăng ký. Rồi khi đăng ký thành công thì nó có thể gửi email kích hoạt cho bạn, thì bạn vô email và kích hoạt tài khoản thôi. Sau đó chúng ta đăng nhập vô hệ thống nhé. Dạ, chúng ta đăng nhập vô. Rồi, đây là màn hình sau khi chúng ta đăng nhập thành công. Thì ở đây có những cái phần chính như thế này. Bên trái chúng ta có một cái mục để chúng ta có thể quản lý thông tin tài khoản của chúng ta. Cái này khi chọn đây thì chúng ta đăng ký làm nhà quản lý affiliate. Cái này thì bạn cũng khá là mới nên bạn ít xài cái này, từ từ bạn sẽ hiểu cái này. Rồi, giảng viên của tôi, đây là giới thiệu giảng viên, tức là bạn có thể giới thiệu người ta học từ một cái giảng viên nào đó nè. Như lúc nãy mình nói á, nếu mà bạn bè của bạn học á, thì bạn bè của bạn cũng đăng ký một cái tài khoản, và khi họ thanh toán xong họ nhận được một cái mã kích hoạt, thì cái đây nó sẽ có cái mã này. Khi kích hoạt thành công thì trong cái tài khoản bạn bè của bạn sẽ được học cái khóa đó thôi. Thôi nè, đó, nếu mà kích hoạt thì những cái khóa được kích hoạt nó sẽ hiện ở đây cho bạn bè của bạn học và tặng nè. Khi đăng ký một cái tài khoản thành công thì bạn sẽ giảm được 100.000 trên tất cả các khóa học có giá trị trên 300.000 nhé. Ở đây chúng ta có thể xem được lịch sử giao dịch, rồi đơn hàng, lịch sử đơn hàng, doanh thu nè. Ví dụ như bạn giới thiệu được bao nhiêu người mua hàng, rồi bạn kiếm được bao nhiêu hoa hồng thì nó cũng có thể thống kê cho bạn hiểu luôn. Lấy link giới thiệu. Rồi ở đây là cái phần chính của chúng ta. Phần này là phần chúng ta tạo cái link để chúng ta kiếm hoa hồng từ những cái khóa học này ha. Bạn để ý cái này ha, nó sẽ cho chúng ta nhập một cái định danh. Mục đích của cái việc tạo cái này để cho giúp cho cái link của các bạn nhìn nó phải hấp dẫn hơn. Tại vì nếu mà cái link bình thường á, họ vô họ vẫn được giảm giá, nhưng mà nó có cái mã của bạn nè, thì nhiều khi nó không có thiện cảm lắm đúng không? Nó nhìn giống như là nhiều người ta kinh nghiệm, người ta sẽ biết đây là một cái link từ một chương trình tiếp thị liên kết. Nhưng với cái link ở trên này bạn thấy không? Bạn có thể đặt cái tên gì đó cho nó hấp dẫn một tí, thì đây khi người ta nhìn vô người ta chỉ đoán đây là một cái link một cái khóa học giảm giá của Unica, chứ không nghĩ đây là một cái link kiếm tiền của bạn ha. Thì đó là cái cách chúng ta sử dụng cái từ khóa coupon chia sẻ này để chúng ta tùy chỉnh cái link cho nó hấp dẫn hơn, để cho nhiều người ta có thể vô mua cái khóa học bạn giới thiệu. Rồi bên dưới này bạn thấy không, ở đây nó rất nhiều khóa học, hàng trăm khóa học mỗi ngày được cập nhật mỗi ngày ở đây. Công việc của chúng ta nó khá đơn giản, bạn có thể tìm kiếm từ khóa của khóa học ở đây, bạn có thể nhập thử. Thì hiện tại nó không có email, không có luôn, chắc là hai khóa học này không có luôn, chắc hệ thống này nó đang cập nhật những cái khóa học đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy link như thế nào ha? Cái chức năng tìm kiếm này mình nghĩ Unica đang thay đổi gì đó nên tìm kiếm chưa không có ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem những cái khóa học này ha. Ví dụ như cái khóa học này giảng viên Phan Thanh Long rất là nổi tiếng, nên bạn chọn những cái giảng viên hay và nổi tiếng này thì cái việc bạn bán hàng rất là dễ. Ví dụ như bạn muốn quảng cáo khóa học của thầy này thì bạn nhấn vào lấy link. Nhấn vào lấy link. Rồi thì nó vô cái khóa học của Phạm Thành Long. Thì ở đây chúng ta có những cái mã như thế này. Thì
bạn bạn nên sử dụng cái link này như lúc nãy mình nói đó, cái link nó hấp dẫn hơn á, thì bạn sử dụng cái link này để bạn quảng cáo cái khóa học này. Thì công việc của chúng ta đơn giản, chỉ cần sử dụng cái link này, bạn có thể quảng cáo lên Facebook, quảng cáo lên diễn đàn vân vân, có thể làm video YouTube, bạn quảng cáo cái link này để họ mua hàng. Nè, giống như của mình á, cái link của mình gắn ở cái banner trên website nè, thì cái này cũng vậy, mà gắn cái link này vô thôi. Rồi ngoài cách lấy link này, nó có cho chúng ta cái hình thức này nữa. Hình thức này thì sử dụng cho smartphone, thì đối với smartphone khi cài ứng dụng này thì chỉ cần sử dụng cái mã này, cái hình này nè, để nhận diện thì họ cũng được giảm giá và họ cũng được mua hàng và bạn cũng được tiền. Rồi, đó là cái cách chúng ta lấy link từ một cái khóa học. Mấy khóa học khác cũng vậy. Cái này khi bạn quay lại nó đều mất hết nha bạn. Đây là hệ thống. Bấm lại. Rất là nhiều khóa học hay. Học yoga nữa nè. Cái này lấy link, còn bạn muốn xem chi tiết á thì bạn bấm vô. Bạn bấm vô. Vô trong. Để kiếm tiền YouTube thử cái khóa học này ha. Đây nè. Nó đều có cái video quảng cáo, tất cả đều có video quảng cáo rất là bắt mắt. Ở đây cái khóa học này đặc biệt, nó cho chúng ta học thử khá là nhiều video này, mà thấy không? Rồi dưới đây mới có khóa học chính rất là hay. Này đó, đó là cái cách chúng ta sử dụng dựa trên những cái khóa học này mà chúng ta kiếm tiền. Rồi bây giờ mình quay lại. Mình quay lại màn hình quản lý của mình. Bạn bạn để ý ha, ở đây nó có một cái phần gọi là phần trăm affiliate, tức là mỗi sản phẩm khóa học bạn sẽ nhận được phần trăm khác nhau tùy theo từng khóa học. 60%, 50% vân vân. Rất nhiều, có những cái 50%. Ví dụ như họ đăng ký khóa học này thì bạn lập tức khi bạn họ thanh toán, lập tức bạn có ngay 1.000.000 đồng chuyển vào tài khoản của bạn. Bạn thấy thế nào? Rất là hay đúng không? Bạn thấy số tiền này lớn nhưng mà cái giá trị của khóa học này mang lại cho người ta rất là nhiều, nên nếu bạn tiếp cận đúng khách hàng thì họ chắc chắn họ sẽ đồng ý bỏ ra số tiền này để mua, và bạn tự nhiên bạn có được 1.000.000 đồng trong tài khoản. Đơn giản là như vậy thôi. Rồi. Ở đây chúng ta có một cái phần top 10, tức là những cái người kiếm được nhiều tiền từ Unica, các bạn thấy không? Có người kiếm được 11 triệu nè, 8 triệu nè, vân vân, rất là nhiều người kiếm được khá là nhiều tiền. Thanh toán nè, cài đặt thanh toán là ở đây chúng ta chọn cái tài khoản ngân hàng của các bạn để nhận thanh toán ha. Bạn có thể sử dụng ngân hàng tài khoản ngân lượng PayPal hoặc là ngân hàng. Rồi, nếu mà có mã số thuế thì bạn cũng nhập mã số thuế ở đây. Rồi, bên này á, trên này nó có cái phần chúng ta có thể tìm nhanh cái khóa học theo chủ đề nữa nè. Và bạn nhớ là cái khóa học trên này á, nó được cập nhật mỗi ngày và rất rất nhiều chương trình khuyến mãi. Ví dụ như bạn sẽ nhận được một phiếu bốc thăm như thế này khi thanh toán đơn hàng trên 300 ngàn. Rất nhiều chương trình khuyến mãi trên này, và bạn vô đây bạn nắm bắt mỗi ngày để bạn sử dụng cái chương trình khuyến mãi của họ để họ bạn tạo cái banner quảng cáo để bạn tiếp cận được khách hàng nhiều hơn. Thì đó là những cái điểm chính mình muốn nói với bạn ở video này. Đây là những là chỉ những là những cái kiến thức cơ bản thôi để bạn hiểu cách kiếm tiền với Unica là như thế nào, cách đăng ký tài khoản như thế nào, và cách chọn một cái khóa học như thế nào, là cách lấy link quảng cáo như thế nào và gắn lên website như thế nào để thành công. Thì mình tin chắc là nếu bạn xem video này và bạn biết cái cách kiếm tiền này thì bạn sẽ bắt tay vào làm ngay, bởi vì nó khá đơn giản mà chúng ta kiếm được khá nhiều tiền. Nếu bạn thích video của mình thì bạn hãy like, và bạn có đặt câu hỏi gì đó thì bạn cứ để comment bên dưới video nhé, mình sẽ hỗ trợ giúp bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn từ đầu đến giờ của mình. Bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé, để nhận được những cái video hướng dẫn tiếp theo của mình.
về kiếm tiền online. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau. Xin chào.